chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ giá rẻ của Phúc Việt Auto. Thì tiếp tục trong buổi chiều hôm nay thì em lại lên sóng thêm một con Innova để cho quý chị tham khảo. Đó, thì con xe này thì cách đây 2 ngày thì em mới lấy của một chú ở dưới Tây Ninh. Thì khi mà em đi mua xe thì em đã chụp sơ sơ hình ảnh lúc mua để em gửi lên Zalo cũng như là tất cả những fanpage rồi Facebook cá nhân của em. Thì hôm nay thì em mới thay dầu thay nhớt cũng như là rửa qua xe, đánh bóng lại nội thất. Rồi em hôm nay thì em quay video trực tiếp cho quý anh chị để quý anh chị tham khảo. Con này thì được sản xuất năm 2007, bản G, phiên bản số sàn, máy xăng, máy 2.0. Hiện nay con xe này đang đeo biển Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký 8 chỗ ngồi. Con xe này thì của chú thì chú rất là ít đi, đa số là trùm mền. Thì trong những cái hình ảnh trước thì em đã chia sẻ những cái thông tin này cho quý anh chị rồi. Thì đối với con xe này, nếu một quý chị nào mà có tài chính hơn 200, mình mua một con xe gia đình đi thì rất là hợp lý. Xe còn rất là đẹp luôn, nguyên zin nguyên bản, nước sơn zin còn khoảng 90%. Đây quý chị có thể thấy phần nội thất bên trong đây và quý chị phần gầm bệ và phần khoang máy, thì sau đó quý chị có thể tự đánh giá được cái con xe này nhá. Đây mâm này thì là mâm la giang đúc này. Hệ thống phanh ABS hai bên trước, lốp này thì rãnh còn khá là dày nhá. Rãnh chả sâu, dày. Xe còn rất là đẹp luôn. Xe cũng đã được dán phim nhiệt chống nóng về chắn mưa. Tay nắm cửa rồi gương chiếu hậu, nắp bình xăng đều được mã ốp chrome rồi. Hạn đăng kiểm của con xe này thì đến tháng 10 năm 2021. Đây quý chị có thể thấy phần nội thất của xe đây. Rất là tươi mới quý chị nhá. Nội thất của xe đã rất là tươi mới. Củ số đây quý chị có thể thấy đấy ạ. Phần củ số đây. Củ số đây. Rất là rõ nét nhá. Vô lăng này. Vô lăng này. Nội thất tươi mới sạch sẽ. Xe thì không chê vào đâu được quý chị ạ. Sàn mỏng sạch sẽ nha quý chị nhá. Chủ nhân mua cái bộ lót thảm lót này cũng khá là phù hợp với màu của xe. Tappy này. Keo chỉ zin hết quý chị nhá. Keo chỉ zin. Các góc bên nách cửa này. Nó xe này thì chú đa số là trùm mền, lâu lâu chú đi chơi thôi. Lâu lâu chở vợ chở con lên phố chơi thôi. Đây ạ. Còn thực ra chú thì ở dưới khu vực ở dưới Tây Ninh thì đa số chú cũng là trồng trọt, trồng cây, chứ cũng không phải kinh doanh làm ăn gì quý chị ạ. Con xe này thì hôm vừa rồi thì em mua thì cô chú cũng rất là tiếc khi bán con xe này, nhưng mà vì công việc nên quý chị cô chú ấy bán để trang trải cho một số công việc làm ăn của cô chú đó. Thì thực ra xe này thì cô chú bán thì cũng rất là tiếc quý chị nhá. Chỉ hơn 200 triệu quý chị có thể mua một con xe đăng ký 8 chỗ ngồi rộng rãi, thương hiệu của Toyota, rất là bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Phía sau thì được trang bị hai mắt cảm biến lùi, cam lùi, rất là thuận tiện cho khi mình di chuyển ở khung đường hẹp cũng như là khi gia lùi trời mưa. Các ốc bên cốp này thì nhất còn rất là đẹp. Các hàng đinh này chưa một lần tháo mở, xe còn nguyên zin nguyên bản. Xe được trang bị 3 vùng điều hòa, hệ thống phanh ABS, túi khí an toàn đầy đủ, gầm bệ chắc chắn chị nhé, gầm bệ cực kỳ chắc chắn, không mục mọt, không xì nhớt, khô ráo. Đấy. Nếu mà quý chị mua được những con xe gia đình như thế này thì khá là ok. Đối với những cái dòng Innova G này thì đa số là bên em mua xe gia đình là chủ yếu quý chị nhé. Còn những cái dòng xe dịch vụ thì bên em cũng ít khi mà đi mua lắm quý chị ạ. Nếu xe nào thật cứng thì bên em với thu mua về. Và quý anh chị nào mà đang xem video của em mà có bạn bè, người thân hoặc là tất cả mọi thứ cho người trong gia đình của mình, nó họ hàng của mình có nhu cầu muốn bán xe thì quý anh chị hãy alo cho Phúc Việt Auto qua hai số hotline là 0936793793 và 0931933399. Đó, sau khi mà em mua được xe cũng như là bán được xe, quý anh chị giới thiệu cho em thì em sẽ gửi tiền cà phê và hồng cho quý anh chị nhé. Bên em thu mua xe toàn quốc, giao xe tận nơi. Đó, trong bán kính 100 km ở khu vực Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước. Đó, bên em sẽ giao xe toàn quốc tận nơi cho quý anh chị nhé. Rút hồ sơ nhanh chóng. Đó, không có thể quý anh chị nào muốn ra tên đổi chủ thì bên em cũng sẽ ra tên đổi chủ cho quý anh chị. Đây keo chỉ này.
Nói chung là xe chân côn, chân thắng và chân ga này. Đó, như thấy có thể thấy phần vô lăng này, quá đẹp luôn. Các chức năng thì hoạt động trơn tru hết các chị nhá. Phần khoang máy đây của chị đây. Xe được trang bị hệ thống phanh ABS hai bánh trước các chị nhá. Hạn đăng kiểm của con xe này thì đến tháng 10 năm 2021. Đây, máy móc thì rất là êm. Keo chỉ zin, máy móc nguyên zin nguyên bản đấy nhá. Đây quý chị có thể thấy các ốc chân máy đây ạ. Chưa một lần tháo mở quý chị nhá. Máy thì cực kỳ là êm. Đây keo chỉ đây. Nắp cabo zin của Toyota này quý chị này. Quý chị nào mà quan tâm đến dòng xe này thì hãy nhấc máy nhanh cho luôn cho Phúc Việt Auto qua hai số hotline, hoặc quý chị có thể đến trực tiếp cơ sở bên em số 965 đường Lê Hồng Phong, phường Tân Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương để xem xe và trải nghiệm con xe này nhé. Em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý chị đã quan tâm cũng như là ủng hộ Phúc Việt Auto trong thời gian qua. Hẹn gặp lại quý chị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào.